Hello, xin chào cả nhà. Ở video này Trinh sẽ mang đến cả nhà một dòng xe con tay mà giá thì cực kỳ mềm luôn nha cả nhà, chỉ ở mức là 3x thôi. Đó chính là dòng Honda Winner. Và hiện tại bên Trinh đang lên rất là nhiều màu đẹp, màu sắc rất là bắt mắt và nổi bật luôn để cho cả nhà tham khảo và lựa chọn. Thì Trinh sẽ quay một số màu hiện tại đang có tại showroom. Nếu anh chị nào mà đang quan tâm mẫu xe này, inbox Zalo cho em sẽ gửi thêm một số mẫu xe khác nữa để cho anh chị tham khảo ha. Đây, ở đây thì Trinh có màu tím titan này, màu rất là được lòng các bạn trẻ nha cả nhà. Rồi màu dép xanh này mọi người. Đó, hiện tại thì Winner chỉ ở từ mức là 34 triệu thôi. Và mấy anh chị mua góp chỉ cần trả trước ở bên Trinh từ khoảng 4 triệu. Có căn cước công dân và đủ 18 tuổi là được nha. Có điều kiện trả trước được 30% trên hỗ trợ nhà cài đặt góp và làm có lại suất ưu đãi. Ngoài ra bên Trinh còn có hỗ trợ lên màu theo ý của khách hàng nữa. Mấy anh chị em nào mà muốn thiết kế tem hoặc là in màu theo ý của mình thì cứ gửi mẫu qua Zalo, Trinh sẽ hỗ trợ lên ha. Đây, ở đây thì Trinh có thêm màu vàng rất là nổi bật này, rồi màu trắng này, rồi ở phía sau thì có màu đỏ, màu xám với lại màu xanh nữa. Nói chung là rất là nhiều màu. Ở đây thì nói chung là nó không có đầy đủ, nhưng mà cứ inbox Zalo Trinh gửi mẫu ha. Ngoài ra thì bên Trinh còn có chương trình khuyến mãi là nếu mà có liên hệ đặt lịch trước với Trinh hoặc là alo cho Trinh trước khi lên cửa hàng mua xe, Trinh sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu trực tiếp về giá xe, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe đi lại và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi. Ngoài ra những cái phụ kiện mà Trinh gắn lên xe để làm mẫu thì mấy anh chị nếu mà mua xe mới muốn trang bị thêm cho xe của mình á thì Trinh sẽ hỗ trợ giảm giá nha. Và Trinh đang có hỗ trợ ship xe toàn quốc nữa. Mấy anh chị em nào ở xa không lên cửa hàng được, inbox Zalo Trinh. Ngoài ra thì nếu mà mấy anh chị em nào đang ở khu vực gần Bình Dương á thì inbox Zalo Trinh sẽ gửi vị trí chính xác cụ thể để mấy anh chị em chạy qua nha. Rồi cần Trinh hỗ trợ tư vấn thì cứ nhắn tin Zalo Trinh nha. Bye bye.